Minh Thúy xin kính chào quý vị. Vượt qua Google để lấy hình ảnh về căn cứ bí mật quân sự gần khu vực 51 của quân đội Hoa Kỳ được tiết lộ. Kính thưa quý vị, quân đội Hoa Kỳ rất nhạy cảm khi nói đến vị trí của các cơ sở quân sự. Với các căn cứ quân sự ở mọi lục châu, ở mọi nơi trên thế giới không có gì lạ khi nhiều địa điểm bị bôi đen và ẩn khỏi tầm nhìn của công chúng. Ngũ Giác Đài cho biết có tổng cộng khoảng 5.000 căn cứ với khoảng 600 căn cứ ở nước ngoài. Josh Baxley đã quyết định tự mình làm công việc lập bản đồ tất cả các căn cứ quân sự được biết đến của Hoa Kỳ trên khắp thế giới và thu thập hình ảnh vệ tinh của chúng bằng Google và Beam Maps. Dự án lấy được từ cảm hứng cuốn sách các địa điểm trống trên bản đồ của Trevor Parkland đi vào thế giới của các căn cứ quân sự bí mật, đôi khi bị kiểm duyệt trên bản đồ. Bagley đã tìm thấy tọa độ cho 650 căn cứ và công bố hình ảnh 644 trong số đó. Theo báo cáo khác của Life Science, hình ảnh vệ tinh của một căn cứ quân sự thử nghiệm đã bị thiếu trong Google Maps trong nhiều năm. Nay đã được có lại, nhưng quý vị phải đến thành phố New York để xem nó. Kỹ sư Drew Meracha làm việc tại tổ chức kỹ nghệ và phi lợi nhuận IBM và nhà văn Brandon Byrne đã thuê một loạt hình ảnh vệ tinh từ công ty Apollo Mapping với giá 1.984.5 Mỹ Kim. Sau khi nhận thấy rằng Google Maps đã không cập nhật khu vực trong phạm vi thử nghiệm Tonapa ở phía tây nam Nevada trong 8 năm, hình ảnh cho thuê chỉ có thể cho những người trong công ty Metala và Burn nhìn thấy. Vì vậy, cặp đôi đã tổ chức một sự kiện vào ngày 25 tháng 10 năm 2018, được gọi là chỉ sử dụng nội bộ, để giới thiệu một cái nhìn về mô hình học nhỏ về phần quân sự thử nghiệm. Du khách phải ký giấy tờ tuyên bố mình là nhân viên tạm thời của IBM để được xem hợp pháp vụ bắn vệ tinh. Mechala và Burn ban đầu nghi ngờ sự kiểm duyệt của chính phủ khi biết rằng có người dùng Google Maps và nhìn thấy hình ảnh hiện ra khi tìm đến địa điểm. Thonapa là hình ảnh bản đồ 8 năm cũ Tại sao vùng phủ sóng của căn cứ quân sự thử nghiệm trên đất Mỹ lại mất hiệu lực? Các hình ảnh bản đồ của Google Maps đã 8 năm cũ. Bạn có thỏa thuận ngầm với chính phủ Hoa Kỳ để không cho hình ảnh khu vực này cập nhật trong Google Maps hay không? Miracha và Byrne viết trên Motherboard, họ đã thấy gì? Ai biết được, nhưng Google Maps hiện đã cập nhật bản đồ hình ảnh khu vực thử nghiệm từ trên không của khu vực thử nghiệm từ tháng 10 năm 2017. Theo lời phát ngôn viên của Google, người đã liên lạc với Motherboard sau khi Meracha và Burns xuất bản văn kiện của họ và cho biết không có sự kiểm duyệt nào liên quan và họ không quan tâm. Công ty Google cấp phép cho hình ảnh của mình qua công ty khác và cập nhật dựa trên nơi người dùng tìm kiếm. Theo blog Google Earth, hầu hết các hình ảnh vệ tinh của các nước được cập nhật khoảng 3 năm một lần trong khu vực Nevada bao gồm khu vực thử nghiệm Tonopah là một ngoại lệ, dường như đã bị bỏ qua. Dự án của cặp đôi đã làm nổi bật các bản chất tự nhiên của Google Maps. Một số hình ảnh của các bản đồ là chụp ảnh trên không, được chụp từ máy bay hoặc là trực thăng. Meracha và Burn đã viết trên các căn cứ quân sự nơi không phận được kiểm soát chặt chẽ. Ngay cả Google thường phải mua hình ảnh của các căn cứ quân sự từ các công ty vệ tinh do hạn chế không phận. Khu vực thử nghiệm Thunopa là nơi cách khoảng 70 miles từ khu vực 51, một khu vực quân sự nổi tiếng cho là đã nhìn thấy UFO và người ngoài hành tinh. Theo Phòng Thí nghiệm Quốc gia Sandia, phạm vi này được sử dụng để thử nghiệm nhiều loại vũ khí và máy bay. Thunopa, theo Janopnik, là nơi F-117 cánh mỏng, máy bay tàng hình đầu tiên trong quân đội Hoa Kỳ được phát triển. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Minh Thúy xin kính chào mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới